Bà Claudia Steinbaum, một nhà vật lý có bằng tiến sĩ về kỹ thuật năng lượng, đã đắc cử tổng thống Miko với số phiếu ủng hộ gần 58%. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị tổng thống quốc gia lớn thứ ba khu vực Bắc Mỹ trong cuộc bầu cử lớn nhất lịch sử của nước này. Đây là một dấu ấn hết sức đặc biệt khi mà Miko là quốc gia mà phần lớn người dân theo đạo Công giáo Roma và có truyền thống nam giới lãnh đạo chính phủ. Bà Claudia có ông bà ngoại di cư từ châu Âu để thoát khỏi nạn diệt chủng Holocaust. Bà được sinh ra ở thành phố Mieko vào năm 1962. Trong quá trình học tại Đại học Tự trị Quốc gia Mieko, bà năng nổ tham gia các hoạt động chính trị của sinh viên, phản đối việc tư nhân hóa giáo dục. Sau khi tốt nghiệp, bà tới Đại học California của Mỹ, theo học ngành kỹ thuật năng lượng, thông thạo tiếng Anh và lấy bằng thạc sĩ trước khi quay lại Đại học Quốc gia Mieko để học tiến sĩ. Kể từ năm 2000, bà Claudia tham gia chính trường và được ông Lopez Obrador, nay là tổng thống sắp mãn nhiệm và lúc đó là thị trưởng thành phố Mexico bổ nhiệm làm người đứng đầu sở môi trường của thành phố. Sau 6 năm đảm nhiệm chức vụ, bà Claudia tập trung vào nghiên cứu năng lượng, tham gia hội đồng quốc tế về biến đổi khí hậu và trở thành thành viên của nhóm nhận giải Nobel Hòa Bình năm 2007. Năm 2015, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên được bầu làm người đứng đầu quận Tapan của thành phố Mexico, giữ chức vụ cho đến năm 2017. Năm 2016, bà Bà được bầu làm thị trưởng thành phố Mexico và cũng là nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố này. Đến tháng 6 năm 2023, bà từ chức để tham gia vận động tranh cử chức tổng thống. Bà Claudia có hai con và một cháu. Bà quen chồng là ông Jesus Maria Tariba khi hai người cùng học ngành vật lý tại đại học. Hiện ông là chuyên gia về rủi ro tài chính tại ngân hàng Mexico. Trong nhiều năm qua, nữ chính trị gia Claudia luôn xác định ranh giới giữa việc ủng hộ tổng thống sắp mãn nhiệm và trở thành một ứng viên khác biệt độc lập. Giới quan sát đều chỉ ra rằng sự lộng hành của các băng đảng tội phạm ở Mexico sẽ là thách thức lớn nhất và trước mắt nhất của bà Claudia sau khi bà nhậm chức. Được biết tỷ lệ giết người ở Mexico thuộc hàng cao nhất thế giới và hơn 100.000 người vẫn mất tích ở nước này. Đây cũng là nơi nguy hiểm đối với phụ nữ với tỷ lệ sát hại phụ nữ cao đang chú ý trong khu vực. Số liệu cũng chỉ ra mỗi ngày có khoảng 10 phụ nữ bị sát hại. Trong chiến dịch tranh cử, khi phát biểu trước những người ủng hộ, bà Claudia thường nhấn mạnh chính quyền của bà sẽ tập trung vào việc xây dựng chiến lược giải quyết các nguyên nhân và hướng tới mục tiêu không ai bị phạt. Khi còn là thị trưởng thành phố Mexico, bà Claudia đã đạt thành tích giảm một nửa tỷ lệ giết người tại đây. Từ lâu Mexico luôn là đồng minh quan trọng của Mỹ trong nhiều vấn đề, từ thương mại đến trấn áp buôn bán ma túy đến quản lý di cư. Các quan chức hiện tại và trước đây của Mỹ Thường xuyên mô tả mối quan hệ giữa tổng thống Joe Biden và tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador là hữu nghị và chuyên nghiệp, cũng như mong đợi một mối quan hệ hiệu quả với tổng thống tiếp theo của Mexico. Trong những tháng gần đây, Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào Mexico để siết chặt việc thực thi luật nhập cư và giúp ngăn chặn dòng người di cư đến biên giới phía nam. Chính quyền của tổng thống Biden có thể sẽ cần sự đồng tình và hỗ trợ từ Mexico để thực thi các lệnh cấm.